Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của gia đình mình. Các bạn có biết đây là gì không? Vâng, đó chính là mì tôm. Có ai là fan của nó không? Mình thì mình rất thích mì tôm á. Mì tôm là một loại món ăn rất là nhanh và rất là dễ nhất luôn phải không? Mình chỉ việc đổ nước sôi vô trong vòng 3 phút là mình đã có một món ăn rồi. Nhưng mà hôm nay thay vì chỉ đổ nước sôi thì mình sẽ làm theo kiểu khác. Đó chính là mì chiên trứng nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nhé. Hôm nay mình xài mì lẩu Thái, tại mình có mì gì mình xài cũng được. Mình có mì này thì mình xài mì này. Một gói mì thì một quả trứng. Đây là phần đầu hành lá. Đây là phần lá và hành lá. Mình để riêng để tại vì lá là mình bỏ sau cùng. Hôm nay mình có thêm đó là nấm mình cắt lát mỏng và thịt dăm bông. Phần thêm đó là tương ớt và nước mắm. Mì tôm thì mình sẽ bể chút chút nha, không có nhỏ lắm, vừa vừa thôi. Để ra cỡ như vậy được rồi, mình đổ nước sôi vô nha. Để lại khoảng 1 phút. Trong gói mì tôm thì mình bỏ ra hết nha. Trong mì lẩu Thái này thì có ớt nè. Mình có thể xài ớt nếu mình thích ăn cay. Đây phần dầu, phần rau. Mình chỉ xài một cái bột bột nêm, bột canh. Mình chỉ xài một cái bột canh này thôi nha. Mình ăn ớt thì mình bỏ ớt vô. Được 1 phút rồi, mì của chúng ta đã chín như thế này. Không cần chiên chín quá đâu nha. Cỡ như vậy là được rồi. Mình đi đổ hết cái nước này ra nha. Để về cho ráo nước nha. Bây giờ chúng ta sẽ trộn trứng nha. Đây phần đầu hành lá. Mình đập trứng vào đó luôn. Thì mình cho chút tương ớt vào cho cay cay chút, để phần có gia vị hồi nãy thôi. Mình cho 1/3 thôi nha, ít thôi nha, đừng có cho nhiều, tại món này là món khô nên dễ hay bị mặn. Cho ít thôi, tại mình cần cho thêm chút nước mắm nữa để bớt khử mùi tanh của trứng. Mình khuấy đều. Mình khuấy đều như vậy là được rồi nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi chiên mì nha. Mình bỏ khoảng 2 muỗng canh dầu nha. Dầu của chúng ta đã nóng rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ mì vào nha. Đây, mì đã để ráo nước rồi. Chúng ta tán phần mì để cho dính hết phần chảo nha. Mình ấn xuống như thế này để mì của chúng ta dính lại với nhau. Sau khi mì của chúng ta đã tản đều khắp chảo như thế này thì mình cho phần nấm mình vào nha. Tại vì nấm lâu chín hơn.
Bây giờ mình cũng cho thịt dăm bông vào luôn nha. Làm nấm và thịt dăm bông thì mình có thì mình bỏ, mình không có thì cũng không sao nha. Mì tôm không ăn cũng đã rất ngon rồi phải không ạ? Thì mình muốn bỏ thêm thì mình cho thêm. Mì của chúng ta đã lên màu rồi nè, màu trắng của nấm, màu hồng của thịt dăm bông. Bây giờ chúng ta cho trứng vào nha. Mình sẽ để nắp lại để cho phần nấm của mình chín nha. Để nắp khoảng 1 phút thôi. Đừng quên chuyển động mì của chúng ta như thế này nha, để cho khỏi bị cháy. Bây giờ chúng ta sẽ lật mì chúng ta nha. Chiên qua bên này khoảng 1 phút thôi. Mì chúng ta đã xong, bây giờ mình đổ ra dĩa nha. Mì của chúng ta đổ ra dĩa xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ rắc hành lá lên nha. Thêm tương ớt vào nha. Đây, dĩa mì của chúng ta đã xong. Nhìn rất ngon và hấp dẫn phải không ạ? Đây, màu đỏ của thịt dăm bông rồi tương ớt rồi. Vàng của mì nữa, xanh của hành ngò nữa. Bây giờ đến phần chúng ta ăn thử nha. Bây giờ mình sẽ cắn thử nha. Rất là ngon luôn. Phần dưới này nè, giòn giòn. Và phần ở trên này rất là giòn. Mình xốp nữa. Có phần thịt nữa nè, phần trứng nè. Rất là ngon luôn. Các bạn làm thử nha. Rất là dễ phải không ạ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình nha. Và đừng quên bấm like, subscribe and share video cho mình nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công.